Chị, hello chị và các bạn. Em đang đứng ở quảng trường VinWonder rất là lớn, cực kỳ đẹp. Hello. Hello bé giàu. Hello Phong. Hello mọi người. Hello Đen. Hello anh Đạt. Hello bé Việt Minh. Hello anh Đạt. Hello anh Thanh. Hello Đạt. Hello em. Vâng, thì bây giờ em sẽ đi quay một vòng khu vực VinWonder cho anh chị xem nhé. Rất là đẹp đúng không ạ? Đây, đây là quảng trường và tất cả những căn mà hình lâu đài như thế này là những căn shop. Và sau đợt dịch chắc chắn là Phú Quốc được mở cửa trở lại và thị trường du lịch cũng sẽ được khởi sắc lại trong cuối năm nay và năm 2022. Thì với một quy mô là 50 hectare ở VinWonder sẽ đón một lượng du khách rất là lớn. Thì đây là cả một khu vực lâu đài. Đấy. Quá đẹp đúng không ạ? Rất là sắc sảo và tinh tế. Giống như là những ngôi làng cổ ở châu Âu vậy. Đấy, rất là rộng lớn. Một quy mô 50 hectare. Bây giờ mình đi vô coi khu vực chỗ này. Một cái cổng lâu đài rất là bự. Đây là khu vực các anh chị đang xem thông tin Việt Nam. Chỗ này có một khu vực tượng thiết lập kỷ lục Việt Nam ngay đây đó, nhưng mà chúng ta đi số sát cho nó được đúng không ạ? Và cái tâm của mình đây là chỗ một chị bên chủ đầu tư đang hỗ trợ gửi thông tin đến cho các bạn sale. Các mặt hàng của các anh shop ở khu vực VinWonder này là có shop quảng trường nè, shop mặt tiền đường DT45 vì và đường này đã được mở rộng cũng như là trải nhựa lại mới rồi, thì tuyến đường này bây giờ rất là sạch sẽ và đẹp. Và shop khu vực là tuyến đường lâu đài với những cái loại đường. Đây là một buổi chiều nắng xuống rất là đẹp. Ánh nắng chiều đây vừa đủ, thì khi hoàng hôn xuống thì khu vực ở quảng trường này bắt rất là bắt mắt. Đây là có một đài phun nước, thì hôm nay quảng trường chưa có phun nước. Rồi gửi đến anh chị một số cái hình ảnh khu vực VinWonder, chúng ta có thể ra đây đi du lịch hoặc là chọn cho mình những căn shop để đầu tư nhé. Em Đạt xin chào ạ.